Một tháng sau khi tôi bắt đầu tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, lãnh đạo hội thánh của chúng tôi là Trương Lâm, thấy tôi nhiệt tình nên cho tôi làm nhóm trưởng. Tôi mới vào hội thánh một tháng, tin Đức Chúa Trời chưa lâu mà đã được chọn làm nhóm trưởng. Cho nên, tôi cảm thấy rất là tự hào. Sau đó, tôi càng chăm chỉ hơn khi thực hiện bổn phận. Vì thành viên trong hội thánh càng ngày càng đông, nên hội thánh của chúng tôi được tách ra làm hai. Tôi được anh chị em bầu chọn làm lãnh đạo của một trong hai hội thánh đó. Trương Lâm thì phụ trách lãnh đạo cả hai hội thánh này. Trong một buổi họp, Trương Lâm cũng tới dự. Lúc đó anh Lưu hỏi, hôm nay chúng ta nên đọc đoạn lời nào của Đức Chúa Trời? Trương Lâm chỉ cười và bảo, hôm nay không đọc lời Đức Chúa Trời. Thay vào đó, chúng ta hãy kể về trải nghiệm của mình đi. Anh Lưu liền phản đối. Trong các buổi hội họp, không đọc lời Ngài là vi phạm nguyên tắc đời sống hội thánh. Ừ, đúng, đúng rồi. rồi. Ngay lúc đó chưa đợi anh Lưu nói dứt câu Trương Lâm đã trừng trừng mắt nhìn thẳng vào anh Lưu Giọng bực tức nói Mọi người vóc giặc nhỏ Lại không hiểu lẽ thật Nên tôi đến đây để hỗ trợ anh chị em Tôi nghĩ điều này cũng sẽ có ích cho lối vào sự sống của mọi người Lời Đức Chúa Trời có thể đọc ở nhà Còn khi họp nhóm chúng ta nên thảo luận về trải nghiệm của mình Vậy thì mọi người sẽ có cơ hội học hỏi từ trải nghiệm của người khác Điều này sẽ giúp tăng tốc cho việc bước vào sự sống của chúng ta anh không chịu nghe lời tôi mà còn muốn lên lớp tôi anh đang gián đoạn buổi họp đó nếu còn làm vậy nữa anh sẽ không được mời họp nữa anh lưu nghe vậy xong đành cúi đầu không nói lời nào khi đó tôi lại thầm nghĩ trong lòng ta phải đọc lời đức chúa trời thông công lẽ thật trong khi họp khi thảo luận về trải nghiệm cá nhân ta cũng phải dựa trên lời ngài đây là nguyên tắc của đời sống hội thánh, đúng, đúng vậy. vậy. Trương Lâm không đọc lời Đức Chúa Trời khi họp. Vậy chẳng phải đang đi ngược lại các nguyên tắc hay sao? Anh ta còn tuyên bố rằng anh làm vậy là vì lối vào sự sống của mọi người. Đó chẳng phải là lời nói dối trắng trợn sao? Ừ, đúng, đúng rồi đó. Khi nghĩ như vậy, tôi hơi bực bội trong lòng, nên tôi quyết thử thông công với anh ấy. Nhưng khi thấy nét mặt cau có khó chịu của Trương Lâm, tôi quyết định im lặng làm ngơ thì hơn. Tôi tự nhủ, anh ấy trước nay luôn coi trọng mình. Nếu mình thẳng thừng chỉ ra vấn đề của anh ấy, khiến anh ấy cảm thấy bị xúc phạm thì chẳng phải anh sẽ nói mình vô ơn, không biết tốt xấu sao? Tôi nghĩ bụng, bỏ đi. Bây giờ anh ấy đang bực tức, tốt nhất là đừng nói gì cả. Lỡ đâu xui xẻo, cuối cùng mình lại bị giống như anh Lưu hồi nãy, bị Trương Lâm khiển trách gay gắt, nếu bị ghi sổ vì gây gián đoạn cuộc họp thì không chỉ bị cách chức lãnh đạo mà còn có thể bị cấm tham gia học nữa rồi hai tháng sau đó tôi đi đường thì tình cờ gặp chị trịnh vừa dự họp ở một hội thánh khác chị ấy tức tối bảo tôi là trương lâm tự dưng vô duyên vô cớ cách chức và thay thế hai vị chấp sự còn bổ nhiệm một người bà con để chăm tưới cho anh chị em nhưng người đó không mưu cầu lẽ thật không thông công về trải nghiệm và hiểu biết về lời đức chúa trời mọi người chẳng học hỏi được gì từ các buổi họp. Chị Trịnh cũng bảo tôi là trong một buổi họp nọ, chị đã cố gắng đóng góp ý kiến với người họ hàng của Trương Lâm, nhưng cô ta không tiếp thu và thậm chí còn làm như chị Trịnh đang cố đàn áp cô ta vậy. Khi Trương Lâm phát hiện ra, anh ta bảo là các anh chị em trong nhóm của chị Trịnh đang làm nhiễu loạn đời sống hội thánh, kêu họ xem xét lại bản thân. Anh ta cứ thế cô lập họ khỏi hội thánh cũng không cho phép họ hội họp, không đưa họ những lời mới của Đức Chúa Trời. Anh chị em không có được nguồn cung ứng cần thiết. Vậy là vi phạm nguyên tắc hội thánh. Phải đó. đó. Chị Trịnh vừa kể, nước mắt vừa chảy dòng dòng. Rồi chị hỏi tôi, nhờ vào xem tôi có thể làm được gì để giúp họ giải quyết vấn đề này không? Lúc ấy, nhìn thấy bộ dạng của chị Trịnh như vậy, khiến tôi cảm thấy vừa ngạc nhiên, lại vừa buồn lòng hội thánh chỉ mới tách ra có hai tháng mà sao mọi chuyện lại tệ đi nhanh như thế này tôi cũng không biết phải làm gì cả giả sử nếu tôi can thiệp tôi lúc ấy đâu có phụ trách công tác của hội thánh đó không biết rõ cụ thể tình hình của họ nếu không giải quyết được tình hình tôi có thể bị mọi người chỉ trích và nếu trương lâm biết chuyện thì ai biết được anh ta sẽ làm gì tôi chứ tôi tự nhủ mình có thể đợi cho đến khi lãnh đạo cấp cao hơn tới đây rồi sẽ bàn với chị ấy tôi chọn lối hành động ít động chạm nhất tới tất cả mọi người tôi mới nói với chị trịnh là đợi chừng nào lãnh đạo cấp cao hơn đến đây công tác tôi sẽ bàn với chị ấy lãnh đạo đó hiểu lẽ thật lại nhìn thấu vấn đề chị ấy sẽ thông công để giải quyết hiệu quả hơn nhưng chị trịnh vội vàng nói với tôi chuyện này không thể đợi thêm nữa phải đó ừ hai chị có thể viết thư phản ánh vấn đề này cho cấp trên được không khi nghe xong lời đề nghị đó của chị trịnh trong lòng tôi cảm thấy hơi do dự nếu tôi không báo cáo với lãnh đạo cấp trên đời sống các anh chị em sẽ bị tổn hại nhưng nếu tôi báo cáo thì với việc trương lâm không chịu nghe các anh chị em góp ý và đàn áp bất kỳ ai cố đề xuất bất cứ điều gì tôi mà phản ánh anh ta với lãnh đạo cấp trên anh ta mà phát hiện ra thì tôi sẽ bị đối xử gay gắt hơn những gì anh Lưu đã chịu. Trương Lâm còn có thể ghi sổ và gán cho tôi nhiều tội nặng hơn nữa. Khi chị Trịnh nhìn thấy vẻ mặt ngần ngại và ngập ngừng của tôi, chị chỉ lặng im lắc đầu nhẹ nhẹ và quay gót bỏ đi. Tôi có thể nhìn thấy sự thất vọng, đau khổ và bất lực hiện ra trên khuôn mặt chị Trịnh. Nó khiến tôi cảm thấy như bị dao đâm vào giữa ngực không thể diễn tả được cảm giác đó bằng lời tôi bơ phờ chán nản đi một mạch về nhà thậm chí cơm tối cũng ăn không vô đêm hôm đó tôi nằm chằn chọc trên giường không thể ngủ được tất cả những gì hiện trong đầu là vẻ mặt đau đớn thất vọng của chị trịnh nên tôi đến cầu nguyện trước đức chúa trời lệ đức chúa trời xin ngài soi sáng dẫn dắt con phải làm sao để phù hợp với ý muốn của ngài sau đó tôi thấy đoạn lời này của đức chúa trời ừ. tả lương tâm lẫn lý trí đều là những thành tố trong nhân tính của một con người chúng là cơ bản và quan trọng nhất nếu như một con người không có lương tâm và cũng không có lý trí của con người bình thường thì bọn họ là loại người gì chứ nói chung một con người như vậy là một người thiếu nhân tính một người có nhân tính xấu hãy phân tích kỹ làm thế nào mà người này biểu lộ nhân tính bại hoại đến mức mọi người nói anh ta không có nhân tính tính cách của những người như vậy là gì những biểu hiện cụ thể nào mà họ thể hiện họ qua loa trong hành động và tránh xa điều gì không liên quan đến họ không xem xét lợi ích của nhà đức chúa trời cũng không quan tâm ý muốn của ngài họ không nhận gánh nặng chứng thực cho ngài hay làm bổn phận của mình và họ không có ý thức trách nhiệm có những người khi thấy vấn đề trong bổn phận vẫn giữ im lặng. Họ thấy kẻ khác gián đoạn và quấy nhiễu nhưng không ngăn cản. Họ không hề cân nhắc lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và cũng hoàn toàn không nghĩ gì về bổn phận và trách nhiệm của mình. Họ chỉ ăn nói, hành xử, thể hiện nổi bật, nỗ lực và dành năng lượng cho sự phù phiếm, uy tín, địa vị, quyền lợi và danh vọng của chính mình. Những lời này của Đức Chúa Trời khiến tôi bỗng nhận ra những ai không gánh vác trách nhiệm và chỉ nghĩ đến danh tiếng và địa vị của mình, không nghĩ gì đến lợi ích của nhà đức Chúa trời hay lối vào sự sống của các anh chị em khác, phớt lờ những chuyện không có lợi cho mình, họ đều là người không có lương tâm hay lý trí và thực sự ích kỷ hèn hạ. Đúng, Đúng vậy. vậy. Chẳng phải tôi cũng là một người như vậy sao? Khi Trương Lâm không đọc lời đức Chúa trời lúc họp, anh Lưu cố đưa ra đề xuất thì liền bị mắng mỏ lên án tôi cũng thấy rõ anh ta vi phạm nguyên tắc của hội thánh không tiếp nhận lẽ thật đáng ra tôi phải đứng lên vạch trần anh ta nhưng tôi sợ xúc phạm anh ta nên đã không có dũng khí nói ra điều đúng đắn khi nghe thấy trương lâm tự ý cách chức mọi người và chọn người nhà của mình cho một nhiệm vụ quan trọng biết anh ta đàn áp những ai cố góp ý với người họ hàng đó và không gửi lời đức chúa trời cho họ đáng ra tôi nên tìm hiểu tình hình báo cáo với lãnh đạo cấp trên nhưng tôi sợ bị Trương Lâm chèn ép Nên mới kiếm cớ để né tránh Chờ lãnh đạo cấp trên đến xử lý Tôi đúng thật là vô trách nhiệm Tôi thấy rõ anh chị em đang bị kiểm giữ Đánh mất đời sống hội thánh Không nhận được những lời mới nhất của Đức Chúa Trời Và sống trong đau đớn Nhưng tôi lại chỉ nghĩ đến lợi ích Và tiền đồ tương lai của mình Mà chẳng nghĩ đến lối vào sự sống của các anh chị em Hay bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời Tôi nhận ra mình đã quá ích kỷ, đáng khinh, lại còn thiếu lương tâm và lý trí. Tôi thấy quá xấu hổ để gặp lại các anh chị em mình. Rồi tôi đọc được sắc lệnh thứ sáu, trong 10 sắc lệnh quản trị phải được vâng phục bởi dân sự, được đức Chúa Trời chọn trong thời đại Vương quốc. Làm những điều con người phải làm, thực hiện nghĩa vụ của mình, làm tròn những trách nhiệm của mình và giữ vững bổn phận của mình. Khi ngươi tin vào Đức Chúa Trời, thì ngươi nên đóng góp cho công tác của đức chúa trời. nếu không, ngươi không xứng để ăn uống lời ngài và cũng không xứng để ở trong nhà ngài. amen. amen. đọc xong đoạn lời này, tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi. là một tạo vật của đức chúa trời, tôi đã vui hưởng quá nhiều sự chu cấp từ lời ngài. tôi phải đứng về phía đức chúa trời, bảo vệ công tác của nhà ngài, bảo vệ anh chị em của mình. đúng, đúng vậy. nhưng tôi lại sợ xúc phạm trương lâm sợ bị anh ta chèn ép và sợ bị mất vị thế lãnh đạo hội thánh nên đã làm con rùa ruột cổ sợ phạm người nhưng không sợ xúc phạm đức chúa trời trong lòng tôi không có chỗ cho đức chúa trời tôi thấy bản thân không đáng được gọi là một người tin đức chúa trời khi nhận ra những điều này tôi biết mình không thể ích kỷ đáng khinh như vậy không thể chỉ nghĩ về bản thân mình Nhóm chị Trịnh không nhận được lời mới của Đức Chúa Trời Đời sống thuộc linh thiếu sự chu cấp của Ngài Tôi phải nhận lấy trách nhiệm này Và giúp các anh chị em giải quyết vấn đề đó phải. Ừ. phải Ngày hôm sau Tôi đến địa điểm học của chị Trịnh Để tìm hiểu thêm về tình hình của Trương Lâm Và để chắc chắn rằng Mọi điều chị Trịnh kể cho tôi nghe là thật Sau đó tôi viết thư tố giác gửi tới cấp trên Tôi cũng gửi lời Đức Chúa Trời mới nhất cho chị Trịnh Và những người khác cũng như cùng nhau họp nhóm với các anh chị em. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Trời. Sau đó, khi Trương Lâm phát hiện tôi hội họp cùng nhóm người của chị Trịnh, anh ta đã vô cùng tức giận. Một hôm nọ, vào khoảng 6 giờ sáng, anh ta cử một người chị có thâm niên đến nhà để bảo tôi rằng tôi lén kết giao với hội viên của hội thánh khác, rằng tôi quá ngạo mạn, tự đề cao bản thân, nên tôi đã bị ghi sổ 8 tội. Anh ta cấm không cho tôi thực hiện bổn phận, cũng như sẽ báo cáo tôi đồng thời sẽ triệu tập tất cả các chấp sự và lãnh đạo từ cả hai hội thánh để vạch trần tôi đàn áp người ta vậy sao phải, phải đó. lúc đó nghe xong những lời mà người chị ấy truyền lại từ trương lâm tôi bị sốc thật sự trương lâm đã phát hiện ra việc tôi tố giác anh ta sao thậm chí anh ta còn triệu tập lãnh đạo và chấp sự của cả hai hội thánh để vạch trần tôi liệu bọn họ có khai trừ tôi ra khỏi hội thánh luôn không nếu thực sự bị khai trừ khỏi hội thánh thì liệu tôi còn có cơ hội được cứu rỗi hay không? Suy nghĩ đến đây Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng Tâm trạng yếu đuối Cũng như không biết phải làm gì cả Ngày hôm sau Lại là ngày họp nhóm với chị Trịnh và các anh chị em Nên tâm trí tôi lúc đó quay cuồng Trường Lâm đã công khai cấm không cho tôi thực hiện bổn phận của mình Nếu tôi thực sự tới dự buổi họp với các anh chị em Lỡ như Trương Lâm phát hiện được không biết hắn sẽ ghi sổ tôi thêm tội gì nữa Tôi quyết định là trong lúc này cứ ngồi yên đừng đi đâu cả Thế nên tôi đã ngồi lì ở nhà và mất đi đời sống hội thánh Làm tôi trở nên trống rỗng Hàng ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên Tôi cứ lây hoay không mục đích Trong lòng cảm thấy đau đớn lẫn dày vò Chớp mắt 10 ngày trôi qua Hội thánh xuất bản lời thông công mới của Đức Chúa Trời tôi nghĩ trong bụng trương lâm đang đàn áp và cấm đoán các anh chị em ở nơi họp nhóm của chị trịnh họ không thể họp mặt hay đọc lời mới của đức chúa trời mình nên chuyển lời đức chúa trời đến cho họ càng sớm càng tốt đúng, đúng đó đúng đó nhưng rồi tôi lại đắn đo nghĩ tôi mà đến chỗ họ nếu để trương lâm phát hiện ra hắn sẽ lại ghi sổ cho tôi một vi phạm khác thế thì tôi có thể bị khai trừ và sẽ mất sự kết nối với nhà đức chúa trời Tôi không quyết định được phải làm như nào. Cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng, tôi vẫn quyết định tốt hơn không nên đưa lời Đức Chúa Trời cho chị Trịnh. Mấy ngày sau đó, tôi sống như một cái xác không hồn, cảm thấy không muốn làm gì cả. Mỗi khi nghĩ về việc chị Trịnh và những người khác không thể họp và đọc lời Đức Chúa Trời mới, và hẳn họ cũng đang thực sự đau khổ giống như tôi tôi lại cảm thấy mình đã gây nhiều tội lỗi. Sau đó, tôi tìm thấy lời của Đức Chúa trời. Hầu hết mọi người đều muốn mưu cầu lẽ thật, đều muốn thực hành lẽ thật. Nhưng phần lớn thời gian họ chỉ dừng ở một quyết tâm và khao khát làm như vậy. Trong họ không sở hữu sự sống của lẽ thật, ừ, phải đó. nên khi họ gặp thấy lực tà ác, gặp phải kẻ ác kẻ xấu hành ác hay những lãnh đạo giả những kẻ địch lại đấng christ vi phạm nguyên tắc làm hại công tác của nhà đức chúa trời làm hại dân sự được đức chúa trời chọn họ mất dũng khí để đứng ra và lên tiếng khi ngươi không có dũng khí nghĩa là gì là nhút nhát kém ăn nói hay không hiểu rõ nên không dám nói đều không phải mà là do ngươi bị kiểm soát bởi vài loại tâm tính bại hoại một trong số đó là sự xảo quyệt Nghĩ cho mình trước tiên Nghĩ rằng nếu mình lên tiếng thì có lợi gì cho mình Nếu mình lên tiếng và mách lòng ai đó Thì tương lai làm sao hỏa thuận với họ Đây là một tâm thái xảo quyệt đúng không? Chẳng phải đây là kết quả của tâm tính xảo quyệt sao? Một tâm tính khác là sự ích kỷ và bẩn tiện. Người nghĩ thiệt hại lợi ích nhà Đức Chúa Trời ảnh hưởng gì tới tôi? Sao tôi phải quan tâm? không liên quan đến tôi tôi mà nhìn thấy nghe thấy thì cũng không cần làm gì đó không phải là trách nhiệm của tôi tôi không phải là lãnh đạo những điều như vậy nằm ở bên trong ngươi như thể chúng xuất phát từ tâm trí vô thức của ngươi và như thể những điều như vậy chiếm lĩnh vị trí vĩnh viễn trong lòng ngươi chúng là những tâm tính bại hoại xấu xa của con người phải phải, phải. tâm tính xấu xa bại hoại đang kiểm soát ngươi Ngươi còn không làm chủ được miệng lưỡi của mình Ngay cả khi ngươi muốn nói thật Ngươi cũng không thể, không dám nói Ngươi không có khả năng làm Dù là một phần vạn Những điều ngươi nên làm, nên nói Và trách nhiệm ngươi nên đảm nhận Tay chân ngươi bị tâm tình xấu xa Bại hoại của ngươi trói buộc Ngươi không hề có chút trách nhiệm nào Đúng, Đúng đó. đó Tâm tình xấu xa, bại hoại của ngươi Bảo nói thế nào, thì ngươi nói thế ấy Nó bảo ngươi làm cái gì, thì ngươi làm cái ấy trong lòng ngươi nghĩ Mình sẽ cố gắng lần này Và cầu nguyện Đức Chúa Trời Mình phải có lập trường Những ai phá vỡ công tác nhà ngài Và vô trách nhiệm trong bổn phận của họ Mình phải khiển trách những kẻ đó Phải nhận trách nhiệm này Khó lắm ngươi mới lấy hết can đảm và nói ra Kết quả khi người kia nổi nóng Ngươi cảm thấy tê điếng Và thu mình lại Ngươi có thật sự đảm trách không Dũng khí của ngươi thì có ích gì sự quả quyết và quyết tâm của ngươi có ích gì đều vô ích cả phải đó ừ. ngươi không chịu khó tìm kiếm lẽ thật càng không thực hành lẽ thật ngươi chỉ tiếp tục cầu nguyện xây dựng tính cương quyết hạ quyết tâm và thề thốt và kết quả là gì ngươi vẫn là một kẻ ba phải tôi sẽ không chọc giận không xúc phạm ai không liên quan đến tôi thì tôi sẽ lánh xa nếu không liên quan đến tôi thì tôi không nói nếu có hại cho lợi ích của tôi lòng kiêu hãnh tự trọng của tôi tôi cũng phớt lờ và sẽ tiếp cận tất cả một cách cẩn trọng tôi không được hành động liều lĩnh cây đinh nhô lên là cây đinh bị đóng xuống trước và tôi không ngu như vậy tâm tính bại hoại gian ác xảo quyệt cứng rắn và khinh ghét lẽ thật những tâm tính này hoàn toàn kiểm soát ngươi trở nên khó chịu đựng với ngươi hơn cả vòng kim cô mà hầu vương mang sống dưới sự kiểm soát của tâm tính bại hoại là rất mệt mỏi và đau khổ. Ừ, ừ, đúng, đúng vậy. vậy. Những lời này của Đức Chúa trời đã vạch trần tất cả tâm tính bại hoại của tôi. khi trương lâm ghi sổ tôi một vài vi phạm và cấm tôi thực hiện bổn phận. tôi sợ bị đàn áp thêm hoặc khai trừ khỏi hội thánh. và bởi vì muốn bảo vệ tiền đồ tương lai của mình, tôi không dám họp nhóm hay chuyển lời Đức Chúa trời cho nhóm chị trịnh. Cả không dám vạch trần hành vi của Trương Lâm Tôi cũng chẳng quan tâm đời sống của các anh chị em bị tổn hại Thẳng tay gạt sự ủy thác của Đức Chúa Trời sang một bên Tôi thấy mình hoàn toàn không trung thành với Đức Chúa Trời Rằng mình đã phản bội Ngài Tôi cần thực hành lẽ thật trong thời điểm quan trọng đó Vậy mà tôi lại bị điều khiển bởi tâm tính bại hoại xấu xa và quỷ quyệt của mình Và hoàn toàn không thể thực hành lẽ thật kết quả là các anh chị em không được chu cấp sự sống, chìm trong sự tiêu cực và yếu đuối. Chẳng phải tôi đang làm hại anh chị em mình sao? Khi nhận ra mình là một kẻ hèn nhát, một kẻ ích kỷ và đáng khinh đến như vậy. Tôi cảm thấy hối hận và cảm thấy có lỗi với các anh chị em. Tôi lại đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời ai cũng nói quan tâm gánh nặng của đức chúa trời bảo vệ chứng ngô nội thánh ai đã làm được hãy tự hỏi bản thân ngươi có quan tâm đến gánh nặng của đức chúa trời ngươi có thể thực hành sự công chính và có thể đứng lên lên tiếng vì ta không ngươi có thể kiên định không suy xuyển thực hành lẽ thật không ngươi có dám tranh đấu chống lại những hành vi của satan không ngươi có thể gạt bỏ cảm xúc và phơi bày sa tan vì lẽ thật của ta không? Ngươi có thể để cho tâm ý của ta được chọn trong bản thân ngươi không? Trong thời khắc then chốt, lòng ngươi đã dâng lên chưa? Ngươi có làm theo ý chỉ của ta hay không? Hãy thường xuyên tự hỏi bản thân, thường xuyên suy nghĩ. Đúng, Đúng rồi. rồi. Tôi cũng đọc được đoạn này trong Hiểu được tâm tính của Đức Chúa Trời là điều rất quan trọng nỗi buồn của ngài là bởi ngài kỳ vọng vào loài người nhưng họ lại rơi vào bóng tối bởi vì công tác mà đức chúa trời thực hiện trên con người lại không được như mong đợi của ngài và bởi vì nhân loại mà đức chúa trời yêu thương lại không thể nào đều sống trong sự sáng đức chúa trời cảm thấy buồn cho nhân loại vô tội ngài cảm thấy buồn cho con người thật thà nhưng ngu dốt và ngài cảm thấy buồn cho con người thiện lành nhưng thiếu chính kiến. Nỗi buồn của Ngài là một biểu tượng cho sự thiện lành và lòng nhân từ của Ngài. Một biểu tượng của cái đẹp, một biểu tượng của lòng tốt. Amen. 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 Khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy càng tội lỗi hơn. Chị Trịnh đến báo cáo vấn đề với tôi là vì chị ấy tin tưởng tôi. Đáng lẽ tôi phải nhận trách nhiệm và bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Đúng, Đúng đó. đó. Nhưng tôi lại làm trái lương tâm, không thực hành lẽ thật. Tôi đã đứng về phe của Satan và trở thành kẻ bảo vệ cho nó. Giờ đây, các anh chị em đang sống trong bóng tối và chịu khổ, không nhận được chu cấp sự sống. Đức Chúa Trời thì âu sầu đau buồn. Ngài hy vọng tôi giữ vững lập trường, nghĩ đến ý định của Ngài, bảo vệ dân sự mà Ngài chọn. Trương Lâm có thể cấm tôi thực hiện bổn phận lãnh đạo hội thánh, nhưng mà tôi cũng là thành viên của nhà đức chúa trời cho nên tôi có trách nhiệm bảo vệ công tác của nhà ngài và dân sự được ngài chọn tôi không thể né tránh bổn phận và bảo vệ bản thân mình nữa đúng đó ừ. tôi đến cầu nguyện trước đức chúa trời lạy đức chúa trời ngài đã tôn cao con bằng cách cho con làm lãnh đạo nhưng con đã ích kỷ đáng khinh và chỉ biết nghĩ cho mình nên con không xứng với sự ủy thác của ngài lệ đức chúa trời con sẽ không nghĩ đến tiền đồ tương lai của mình nữa mà con sẵn sàng thực sự ăn năn sẵn sàng đứng lên và thực hiện bổn phận của mình con xin ngài dẫn dắt cho con ừ. Amen. sau khi cầu nguyện tôi cảm thấy thanh thản hơn nhiều tôi liền gửi các bài giảng mới nhất của đức chúa trời cho nhóm chị trịnh đồng thời họp nhóm cùng với các anh chị em đó sau đó lãnh đạo cấp trên nhận được báo cáo của tôi và sau khi xác minh những việc ác của trương lâm, họ đã cách chức anh ta và đồng bọn. cảm ơn, ơn đức chúa trời, trời. Ừ, tốt ừ. Quá. Ừ. quá. sau đó các lãnh đạo tạm thời ra cho tôi đảm nhận công việc của cả hai hội thánh. trương lâm bị cách chức xong vẫn không hối cải mà nuôi lòng oán hận tôi. anh ta lừa dối các anh chị em trong hội thánh, nói tôi làm tín hữu chưa lâu, cái gì cũng không hiểu, rằng tôi chỉ hơn họ ở kiến thức sách vở mà thôi, chứ chẳng giải quyết được gì trong các buổi họp anh ta còn nói rằng vì Đảng Cộng sản đã bắt bớ các tín hữu, có camera an ninh ở khắp các vùng nông thôn, nên nếu tôi đến dự các buổi họp thì sẽ khiến các anh chị em gặp nguy hiểm. Ai ừ. à, anh ta cũng gạt được. Vậy ừ. vậy. Thời gian đó, anh ta thực sự đã thuyết phục được vài anh chị em. Họ cùng nhau đứng về phía anh ta, bịa ra những cáo buộc ngụy tạo để chống lại tôi. Trước đây Trương Lâm ghi tôi 8 tội vi phạm. Giờ con số đã lên tới 13 tội. Thậm chí họ còn gửi các cáo buộc đó lên cấp trên. Thế nên, lãnh đạo của chúng tôi đã phải cử một vài chị xuống điều tra tình hình. Khi biết tin mình bị họ điều tra, tôi thấy bất lực và chán nản. Cảm giác như có vật nặng ngàn cân bỗng dưng đè lên ngực khiến tôi gần như không thở nổi. Tôi nghĩ là lần này Trương Lâm đã cấu kết với vài người khác để gài bẫy và vu cáo tôi nếu các lãnh đạo mà tin theo chiều hướng câu chuyện của bọn họ và thật sự khai trừ tôi thì cuộc đời tín hữu của tôi chẳng phải sẽ chấm hết sao nghĩ tới chuyện này hai hàng nước mắt của tôi bất chợt tuôn rơi không ngừng tôi còn nghĩ là nhiều người đã ở cùng hội thánh với trương lâm trước khi chấp nhận công tác mới của đức chúa trời được trương lâm truyền bá công tác của ngài trong thời kỳ sau rốt một số anh chị em không có sự phân định sáng suốt về anh ta thậm chí ngưỡng mộ kính trọng anh ta. Vậy họ có thể nói ra sự thật không? Khi các chị em đến điều tra, liệu họ có thể hiểu ra chân tướng? Tôi càng nghĩ, tâm trí càng rối bời. Bèn cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Cầu nguyện xong, tôi tìm được đoạn lời này của Ngài. Ừ. Ta là công chính và đáng tin cậy ta là đức chúa trời dò xét thâm tâm con người. Ai là thật, ai là giả, ta sẽ mặc khải ngay lập tức. Đừng hoảng sợ. Vạn vật hoạt động theo thời gian của ta. Ai muốn ta một cách chân thành và những ai không chân thành muốn ta, ta sẽ nói với các ngươi từng người một. Các ngươi chỉ cần lo ăn giỏi, uống giỏi và đến gần ta khi thấy ta hiện diện. Và ta sẽ tự làm công việc của ta đừng quá nôn nóng có được kết quả công việc của ta không phải là thứ có thể đùng một cái hoàn thành trong đó có các bước của ta và cả sự khôn ngoan của ta nữa nên sự khôn ngoan của ta có thể được mặc khải ta sẽ cho các ngươi xem những gì được thực hiện bởi tay ta phạt ác và thưởng thiện ta không chiếu cố bất cứ ai ngươi yêu ta thật lòng ta sẽ yêu ngươi thật lòng những ai không yêu ta thật lòng, cơn thịnh nộ của ta sẽ luôn bên họ. Để họ nhớ đời đời rằng ta là Đức Chúa Trời thật, là Đức Chúa Trời dò xét tận đáy lòng con người. Amen. 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 Quyền năng và thẩm quyền trong những lời của Đức Chúa Trời, mau chóng giúp tôi bình tâm trở lại. Ngài thật công chính và đáng tin cậy. Đấng Christ lẽ thật và sự công chính tể trị nhà của Đức Chúa Trời. Phải. Amen. Amen vì tôi không biết sự công chính của Đức Chúa Trời và không tin rằng Ngài dò xét mọi điều. Nên tôi lo các chị sẽ tin vào lời vu khống. Tôi lo là họ sẽ tin lời Trương Lâm khi điều tra và sẽ khai trừ tôi. Chẳng phải tôi đã đánh đồng nhà Đức Chúa Trời với nước của con rồng lớn sắc đỏ sao? Đảng Cộng sản Trung Quốc cai trị theo kiểu chuyên chế và độc đoán. Bọn chúng bẻ cong sự thật và đảo ngược trắng đen để đàn áp những ai bất tuân chúng sẽ bị đặt các cáo buộc cho họ và rồi hủy hoại cả cuộc đời của họ phải đấy dân thường chỉ còn cách chịu sự hà hiếp không có cách nào để đòi công lý cả ừ, đúng, thế. Đúng. Đúng. đúng đúng thế Nhưng nhà Đức Chúa Trời được lẽ thật tể trị những kẻ xấu hoặc kẻ địch lại đấng Christ có lên nắm quyền thì sớm muộn cũng bị loại bỏ đây là tâm tính công chính của Ngài à, amen à, nhà của Ngài khai trừ người ta trên cơ sở nguyên tắc lẽ thật mọi người được phán xét theo hành vi sai trái của họ, chứ không phải dựa theo một kẻ nào đó ghi sổ sai phạm của người khác rồi khai trừ người ta. Ừ. Đúng. Amen. Tôi không làm bất cứ hành vi sai trái nào họ bị đặt ra. Họ đã bẻ cong sự thật và đảo ngược trắng đen. Lẽ thật và sự thật cuối cùng sẽ được tiết lộ. Tôi biết Đức Chúa trời đang dõi theo. Đúng. Amen. Amen. Nghĩ được như vậy, tôi không còn cảm thấy quá buồn giàu nữa và lại tin tưởng Đức Chúa trời tôi đã cầu nguyện với ngài. lệ Đức Chúa Trời, dù cho con có bị khai trừ hay không, con vẫn sẽ sẵn lòng vâng phục ngài và trải nghiệm công tác của ngài. Phải, Amen. vài ngày sau đó, các lãnh đạo đã hiểu ra sự thật vấn đề. Họ phát hiện rằng các cáo buộc của bọn người Trương Lâm đều là bóp méo sự thật, đều là những lời bịa đặt và vu khống. Họ đã nhìn thấu Trương Lâm, nhận ra rằng hắn ta luôn luôn hành động tùy tiện, tự ý cô lập và không cho mọi người làm bổn phận. Chỉ lo vun vén cho họ hàng mình Anh ta đàn áp và loại bỏ bất kỳ ai cố gắng góp ý Và thậm chí sau khi bị cách chức Anh ta cũng không ăn ăn, Tiếp tục lừa gạt lôi kéo mọi người Cố kiểm soát dân sự của Đức Chúa Trời Lập vương quốc riêng Đúng là kẻ địch lại đấng Chris tà ác xảo quyệt Phải. Phải đó Các lãnh đạo cũng chuẩn bị giấy tờ cần thiết để khai trừ hắn ừ. Ừ. Nghe được tin đáng mừng này Trong lòng tôi thấy vô cùng cảm động Tôi thấy Đức Chúa Trời quả thật công chính Amen, Amen. Kẻ địch lại đấng Chris dù nham hiểm Nhưng sự ảnh hưởng của chúng cũng chỉ tồn tại một thời gian ngắn ừ. Chúng không có chỗ trong nhà của Đức Chúa Trời Và sau rốt sẽ bị vạch trần và loại bỏ Bị ruồng bỏ bởi dân sự được Đức Chúa Trời chọn Phải đó. Đúng, đúng vậy, vậy. Amen. Amen. Lúc đó tôi cũng thấy xấu hổ và có lỗi Vì đã không biết Đức Chúa Trời Và hiểu sai trách móc Ngài nghĩ rằng hội thánh cũng giống như thế gian trần tục. Tôi đã bán bổ Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời không đối xử với tôi dựa theo vi phạm của tôi, mà Ngài vẫn tiếp tục chỉ lối và dẫn dắt tôi trải nghiệm môi trường này. Tôi thật sự vô cùng biết ơn Đức Chúa Trời. Đúng, Đúng vâng. vậy. Ơn và Đức ơn Đức Chúa, Chúa Trời. Chúa Trời. Amen. Amen. Sau đó, tất cả các anh chị em đều hiểu rõ về Trương Lâm và đồng ý khai trừ anh ta ra khỏi hội thánh. Ừ. Ừ. hay quá thật thỏa lòng khi trục xuất được kẻ địch lại đấng Chris ừ. à, à, này. các anh chị em không còn bị kẻ địch lại đấng Chris lừa gạt và kiểm soát và có thể thoải mái thực hiện bổn phận của mình thông công về lẽ thật ừ. cũng như sống đời sống hội thánh bình thường ừ. Ừ. Tạm 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 được Chúa trời thật tuyệt vời ừ. sau khi bị kẻ địch lại đấng Chris đàn áp và vu cáo tôi đã biết phân định kẻ địch lại đấng Chris thấy được cách mà kẻ địch lại đấng Chris lừa gạt và hủy hoại mọi người, ừ. đồng thời thấy được thực chất bản tính cam ghét lẽ thật của chúng. Tôi cũng thấy sự công chính, toàn năng, khôn ngoan của Đức Chúa trời. Ngài dùng các mưu kế xảo quyệt của Satan để giúp chúng ta hiểu được lẽ thật và biết phân định, ừ. Đúng để vậy. chúng ta thoát khỏi ảnh hưởng của Satan, ruồng bỏ những kẻ ác và địch lại đấng Chris thực sự trở về trước Ngài và vâng phục Ngài. Amen. Amen. Qua sự mặc khải của Đức Chúa trời. Tôi cũng đã hiểu biết được một chút về tâm tính bại hoại của mình. Cũng như mình đã ích kỷ, đáng khinh ra sao. Tôi cũng đã cảm nghiệm được sự thanh thản và tự do có được nhờ phản bộ xác thịt và thực hành theo lời Đức Chúa Trời. Amen Đàmê tạ ơn Đức Chúa Trời. Qua trải nghiệm lần này, tôi cũng học được bài học rằng dù là tốt hay xấu thì trong mọi việc luôn có sự cho phép của Đức Chúa Trời. Đây là cách Đức Chúa Trời hoàn thiện và cứu rỗi chúng ta. Đấng Đức Chúa Trời là công tác của Ngài thật thiết thực, ừ, thật khôn ngoan.